Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời. Đóng cửa 15 cơ sở răng hàm mặt không có giấy phép trên địa bàn huyện Ân Thi. Thời tiết chuyển lạnh, người bệnh phổi mãn tính nhập viện gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại hơn 300 điểm cầu trên toàn tỉnh, hơn 44.000 cán bộ đảng viên tỉnh Hưng Yên tiếp tục tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Buổi sáng, hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch tổng thể tập trung vào tổ chức không gian phát triển quốc gia trên cơ sở 6 vùng kinh tế xã hội hiện tại và khai thác lợi thế so sánh của từng địa phương, hình thành và phát triển các vùng động lực, các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, các cực tăng trưởng quốc gia quan trọng trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển. Sau hai ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sau hội nghị cấp ủy các cấp, các đơn vị địa phương tích cực cụ thể hóa những nội dung của 4 chuyên đề để sớm đưa nghị quyết hội nghị Trung ương 6 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số nội dung của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đến nay, trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc hợp nhất hai hệ thống thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công Công an tỉnh là gần 103.000 hồ sơ, duy trì thường xuyên việc thu thập cập nhật, bổ sung để đảm bảo dữ liệu phục vụ hiệu quả việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan nhà nước và công dân. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện đề án 06. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh rà soát lại các thông tin về cơ sở dữ liệu dân cư, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung của đề án, gắn kết với các đơn vị liên quan đảm bảo việc kết nối an toàn thông tin. Các sở ngành địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý, phối hợp thực hiện tốt hơn nữa trong việc trao đổi thông tin, thực hiện các nội dung công việc của đề án 06. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với các giải pháp hành chính nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện đề án. Thông báo, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 trong hai ngày mùng 8, mùng 9 tháng 12 năm 2022. Khai mạc lúc 8 giờ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2022, tức thứ Năm, tại hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu giải pháp năm 2023
và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Quan tâm chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị là nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên thực hiện. Từ đầu năm đến nay, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã được tổng hợp qua các kỳ tiếp xúc gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng trả lời, giải quyết kịp thời, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đầu tháng 11 vừa qua, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Khoái Châu nhận được ý kiến của gia đình ông Nguyễn Quý Hiền ở xã An Vĩ kiến nghị. Gia đình đã nộp hồ sơ làm thủ tục công nhận hạn mức đất ở, đăng ký, biến động, phân chia di sản thừa kế và xử lý đất dôi dư từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8. Gia đình đã hoàn thiện mọi thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng đến đầu tháng 11 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chuyển ngành chức năng vào cuộc giải quyết và đến ngày 15 tháng 11, gia đình ông đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi thấy cái việc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến của người dân và đề nghị các ngành chức năng trả lời và giải quyết rất kịp thời. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều ý kiến cử tri được Hội đồng Nhân dân chuyển đến các ngành chức năng giải quyết kịp thời như gia đình tôi, tạo niềm tin cho nhân dân. Đây chỉ là một trong hơn 100 ý kiến kiến nghị của cử tri mà trong năm vừa qua được Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp qua các hội nghị tiếp xúc cử tri đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết. Trong đó có nhiều vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng đường giao thông như cần xử lý nghiêm tình trạng xây nhà công trình trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên hành lang bờ sông Bắc Hưng Hải. Đề nghị tỉnh nâng cấp và mở rộng tuyến đường 376 đoạn qua thị trấn Ân Thi, đường giao thông kết nối khu công nghiệp Thăng Long 2 với khu công nghiệp dệt may Phố Nối, quốc lộ 5 để tránh ùn tắc giao thông, xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, có biện pháp nâng cấp các nhà máy xử lý rác, tránh ô nhiễm môi trường tại các địa phương, đẩy mạnh việc cấp nước sạch cho nhân dân. Qua cái giám sát thì thấy đối với một số các cái ý kiến kiến nghị cử tri thì đã được các cơ quan trả lời bằng văn bản và có đề ra cái lộ trình để thực hiện trong các năm tiếp theo theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp thì đã thực hiện giải quyết ngay sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri. Ở địa phương nào đại biểu hội đồng dân mà sâu sát với cơ sở, gần dân sát dân thì ở đó những cái ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hiệu quả, kịp thời. Quan tâm, tiếp thu, giải quyết kiến nghị của nhân dân không chỉ là nền tảng, là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mà còn góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử, đặc biệt là uy tín của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Trong 3 ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12, tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Tham dự cuộc thi có 63 dự án thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học động vật, hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, sinh học trên máy tính và sinh tin, khoa học trái đất và môi trường, hệ thống nhúng, năng lượng vật lý, hóa học, kỹ thuật cơ khí, phần mềm hệ thống, robot thông minh, v.v. Đây là những dự án xuất sắc được chọn lựa từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cơ sở. Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, các dự án tham gia cuộc thi có chất lượng cao, phong phú ở các đề tài lĩnh vực, có phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện tiến trình nghiên cứu, ghi chép, nhật trình và trình bày báo cáo khoa học theo đúng yêu cầu của một công trình khoa học. Nhiều đề tài tiếp cận những vấn đề lớn có tính khái quát hoặc cần những kỹ thuật phòng thí nghiệm. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải cho 51 dự án, trong đó có 4 giải nhất, 10 giải nhì, 19 giải ba và 18 giải tư. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 200 bếp ăn tập thể trong trường học, chủ yếu là các trường mầm non và tiểu học. Trước vụ việc 600 học sinh tại một trường học ở tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc tập thể khiến một học sinh tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cùng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước gồm kiểm tra trước, trong khi chế biến và kiểm tra trước khi ăn, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Theo ngành y tế, những nguyên tắc cơ bản nhất để đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể là truy xuất được nguồn gốc thực phẩm và phải nấu chín thức ăn, đun sôi nước trước khi sử dụng. Các cơ sở cần chú trọng thực hành quy trình chế biến thức ăn theo quy định, đảm bảo theo quy trình một chiều. Các nhà trường cũng cần nâng cao vai trò trách nhiệm, không khoán trắng cho đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Liên ngành giáo dục y tế cần tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra, giám sát việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học. Những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc răng miệng của người dân tăng. Các phòng khám răng, nha khoa thẩm mỹ trên địa bàn huyện Ân Thi cũng vì thế mà tăng đáng kể. Bên cạnh những phòng khám răng được cấp giấy chứng nhận hoạt động, vẫn còn nhiều phòng khám hoạt động chui. Đằng sau những biển hiệu quảng cáo là hàng loạt những vấn đề cần chấn chỉnh. Trong năm 2022, qua công tác thanh tra kiểm tra, phần lớn cơ sở răng hàm mặt trên địa bàn huyện Ân Thi đều không đảm bảo được yêu cầu và hoạt động không phép. Trong số 16 cơ sở răng hàm mặt được kiểm tra, có 15 cơ sở bị đoàn kiểm tra của huyện yêu cầu đóng cửa, ngừng hoạt động do chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Trước tình trạng xuất hiện những cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không có giấy phép, đặc biệt là trong lĩnh vực khám chữa bệnh răng hàm mặt, đoàn kiểm tra đã kiên quyết yêu cầu các cơ sở hạ biển, đóng cửa, xử lý nghiêm khắc và dừng hoạt động những cơ sở hành nghề chui. Tuy nhiên, các cơ sở này không chấp hành bởi cứ xử phạt xong, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn. Để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, người dân cần phải cân nhắc và nắm bắt được những cơ sở đã được cấp phép hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn truyền bệnh phát triển mạnh và có nguy cơ gây bệnh cao, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những bệnh hô hấp phổ biến và hiện đang có chiều hướng gia tăng hiện nay, nhất là ở người cao tuổi, trung niên, người mắc bệnh nền về hô hấp. Dù đã khỏi bệnh và được ra viện cách đây hơn một tuần, nhưng hôm nay bệnh nhân này vẫn phải quay trở lại bệnh viện để điều trị vì các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, quay trở lại khi trời chuyển lạnh. Đây là triệu chứng điển hình của viêm phổi tắc nghẽn mãn tính ở người cao tuổi và nhất là các bệnh nhân có bệnh nền. Ở đây khỏe, ăn được, ngủ được. Mà về đến nhà, nó dở rời hay gì, nó lại khó thở, lại không ăn được. Một tuần không ăn tí cơm nào, mệt mỏi, mà không muốn ăn. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Hưng Yên, những ngày này, lượng bệnh nhân đến khám tăng từ 20 đến 40% so với ngày thường. Hầu hết các bệnh nhân đến khám đều ở các diễn biến bệnh nặng, cần phải nhập viện điều trị. Trong thời gian lạnh thế này thì thời tiết bắt đầu thay đổi thì số lượng bệnh nhân có tăng lên. Trung bình bình thường thì khoảng 25 đến 30 bệnh nhân nhưng mà có những hôm tăng lên khoảng tầm 50 bệnh nhân. Và triệu chứng của bệnh nhân cũng tương đối nặng, chủ yếu là ho, tức ngực, khó thở, đặc biệt hay xảy ra tình trạng bệnh nhân bệnh phổi mãn tính hoặc là những cái trường hợp viêm phế quản mãn tính, và đa phần bệnh nhân đến chủ yếu là nhập viện là chính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng viêm và tắc đường thở lâu ngày, không hồi phục hoàn toàn. Thường bệnh xuất hiện ở người từ 45 tuổi trở lên, đặc biệt là người già, có tiền sử hút thuốc lá hoặc làm việc trong môi trường khói bụi, ô nhiễm, hóa chất. Triệu chứng cơ năng nổi bật nhất của bệnh là ho, khạc đờm và khó thở. Đặc biệt, ở nhóm người lớn tuổi đề kháng kém, bệnh dễ xâm nhập và diễn biến nhanh, có thể gây một số biến chứng nặng như tràn khí màng phổi, suy hô hấp cấp, suy tim. Vì vậy, đối với người già, nhóm người dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi cần lưu ý các biện pháp phòng tránh bệnh, nhất là thời điểm giao mùa hiện nay. Cái mùa đông lạnh như này, hầu hết là phải giữ ấm cổ ngực, giữ ấm cho bản thân, hay nữa là tránh khói bụi. Và môi trường bây giờ thì nên đeo khẩu trang thường xuyên. Hoặc ngoài ra thì có thể là nâng cao thể trạng và nâng cao dinh dưỡng nên để phòng bệnh tốt hơn, uống một số các loại vitamin để tăng cường sức đề kháng, tập thở trong một số như là tập yoga hay là phục hồi chức năng ở trong cái vấn đề về đông y thì có hít sâu thở đều. Giữ gìn lá phổi khỏe mạnh là yếu tố quan trọng để có một sức khỏe toàn diện. Vì vậy, mỗi người cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học lành mạnh và giữ gìn sức khỏe đúng cách, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài như hiện nay.
Những năm gần đây, giá trị sản xuất cây vụ đông ngày càng tăng cao. Vì vậy mà người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất chú trọng trồng và chăm sóc. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng gần 6.700 ha rau màu. Trong đó, diện tích trồng ngô 1.035 ha, lạc đậu tương 300 ha, rau màu các loại 5.315 ha. Mỗi địa phương xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 cánh đồng sản xuất tập trung quy mô lớn với diện tích 10 ha trở lên. Để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả kinh tế cao, ngay từ đầu vụ, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương lựa chọn cây trồng phù hợp, đáp ứng yêu cầu canh tác, thổ nhưỡng của từng địa phương, chú trọng mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, sản xuất toàn diện, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng được hơn 6,5 nghìn hectare, đạt 99% kế hoạch. Thời gian này, cùng với mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải, các loại rau ăn lá, nông dân đang khẩn trương thu hoạch các loại rau màu đến kỳ. Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh thu hoạch được trên 855 ha rau màu với năng suất giá bán cao hơn vụ trước. Theo đánh giá của nông dân, vụ đông năm nay, rau màu bán được giá và tiêu thụ thuận lợi. Tùy từng loại rau, trung bình mỗi sào cho thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu để mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở chăn nuôi phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời đến địa điểm mới kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc chuyển nghề hoặc di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí mất việc làm, đào tạo, chuyển đổi nghề, một phần chi phí tháo dỡ, một phần vận chuyển vật nuôi để di rời, một phần lãi suất vay đầu tư cơ sở chăn nuôi đến địa điểm mới. Trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, đối tượng áp dụng chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất. Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên đã giúp hàng nghìn hộ nông dân trong tỉnh về nguồn vốn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để từng bước phát triển. Đến nay, tổng quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên quản lý là trên 90 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân trung ương, quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, nguồn của huyện, xã và nguồn xã hội hóa tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 165% kế hoạch. Đã có 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thỏa thuận liên ngành dư nợ nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với số tiền trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ gần 7.800 hộ vay vốn để phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng chăn nuôi, đặc biệt giúp khoảng 300 hộ nông dân thoát nghèo. Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai nhiều hình thức để vận động các cán bộ, hội viên, doanh nghiệp tăng nguồn cho các hội viên nông dân vay vốn, cải thiện đời sống, xây dựng những mô hình làm kinh tế hiệu quả. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tiên Lữ cùng nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường DH92 và DH95, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Đường DH92 có tổng chiều dài gần 5 km, đoạn qua các xã Đức Thắng, Trung Dũng, Cương Chính, và đường DH95 là hơn 2 km chạy qua thị trấn Phương. Hai dự án trên do Ban Quản lý Dự án huyện Tiên Lữ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng. Hiện đường DH95 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng với chiều rộng 6m, có nơi hơn 7m, giúp bà con đi lại dễ dàng. Còn đường DH92 đã hoàn thành được 3,8 km. Còn hơn 1 km nữa đang hoàn thiện nốt hệ thống thoát nước, cột điện, sẽ tiến hành trải thảm. Dự kiến từ nay đến trước Tết Nguyên đán, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện đi lại an toàn cho người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.